chấn động, còi gặp lại ánh gương siêu hiếm nữa rồi nè. Wow. Lại tiếp tục gặp một loài bướm cực kỳ hiếm mà lại còn đẹp nữa chứ. Sao nhân phẩm hôm nay hên dữ vậy? Yeah. Liệu còi có thu phục được tất cả các em nó không nè? Thế Solo, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Mình là còi đây. Mấy nay còi vẫn đang còn trong cuộc hành trình đi kiếm ánh gương vua đó các bạn ơi. Mà kiếm hoài đâu có thấy được em nó đâu, toàn gặp mấy con cóc, ếch gì đâu không ấy, như em ếch yêu tinh này nè, cũng hay gặp đó nha. Ếch này còi bắt được cũng đâu đó 20 con rồi đó, ghê không, trong đó có 2 con vương miện luôn đó, ghê không. Bây giờ còi chỉ còn đi kiếm nốt em ánh gương vua nữa là phun ếch nha các bạn, ấy còn cả con ếch cha có vách mừng, vương miện nữa cơ, con đó còi cũng bắt được nhiều mà không có vương miện các bạn ơi. Hay là con đó bị game giảm tỷ lệ vương miện rồi quá. Đậu má, bắt xong con ếch yêu tinh này rồi bị con muỗi đốt cho phát thành ra như vậy luôn nè. Con ếch này chắc các bạn có hết rồi chứ, ếch này xuất hiện cũng nhiều lắm đó. Nhưng mà đôi khi cũng phải kiếm cực lắm cũng mới gặp đó nha. À các bạn đang xem video, thì hãy cho còi xin một like video này và một lượt đăng ký kênh ủng hộ còi nha. Đừng quên bật chuông thông báo để có thể xem video mới nhất từ còi nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì còi lại gặp ếch yêu tinh nữa nè các bạn ơi. Khoan, chết rồi, mất mạng mất wifi rồi các bạn ơi. Làm sao đây? Toang rồi, để còi cố bắt xem còn cứu được không nè. Rồi xong luôn, mất kết nối rồi các bạn ơi. Vậy là mất ếch yêu tinh à? Không thể như vậy được. Để còi đổi mạng rồi vào game lại ngay lập tức xem còn gặp không nha. À, đây rồi, may quá vẫn còn gặp các bạn ơi. Sao hay vậy ta, có cứ tưởng sẽ mất chứ nhỉ, may quá. Mất quá trời mà không được thêm vương miện luôn các bạn ơi. Mặc dù có vương miện con này rồi nhưng còi vẫn muốn có thêm cơ hi. Thử lượn qua khu nhà ở còi gặp chuồn đuôi cánh hoa nè các bạn ơi. Thì phong cách bắt côn trùng của còi là sẽ đổi map liên tục nha các bạn. Có nghĩa là còi không treo trong một map nào đó để đợi bọ, mà còi sẽ di chuyển đến các map khác nhau để kiếm nha. Và đấy cũng là phong cách bắt bọ của hầu hết tất cả mọi người đúng không? Còi thì đảo map liên tục vậy ấy chứ cũng ít farm bọ lắm. Cứ đi vậy đó thấy bọ hiếm là chụp thôi. Còn nếu các bạn cũng có thể farm bọ, nhưng còi khuyên chỉ nên farm bọ nền xanh lá để cày tiền sao nè. Và farm các con bọ hay đứng im như bọ đậu trên cây hay bọ nằm dưới đất ấy. Chứ farm mấy con bướm hay chuồn là hơi mất thời gian xí nha. Vì lỡ có bọ hiếm nào đó xuất hiện ở một map khác mà các bạn đang ở map nào đó, farm thì khi qua map đang có bọ hiếm ấy, có thể chúng sẽ hết giờ và bay đi đó. Nên hãy tận dụng tối ưu thời gian để đảo map liên tục kiếm bọ hiếm, cũng như kiếm ếch mới, ánh gương hoàng tử hay ánh gương vua nha. Và còi cũng có một phát hiện rất đặc biệt mà còi rút ra từ tất cả các cuộc hành trình săn bọ của còi là tỷ lệ xuất hiện bọ hiếm đồng thuận với tỷ lệ người chơi, mà đặc biệt là người chơi bắt bọ nha. Có nghĩa là khi nào mà game có nhiều người chơi đang bắt bọ, thì là lúc ấy có thể các bạn sẽ gặp được nhiều bọ hiếm, ếch hiếm đó. Còn khi nào mà ít người chơi thì tỷ lệ bọ cũng sẽ ít lại nha. Ví dụ như ban ngày nè, ban ngày ngoài đời thực ấy, thì còi thấy rất nhiều bọ nha. Còn vào đêm khuya ấy, lúc đấy mọi người ngủ hết rồi thì không còn mấy ai chơi game bắt bọ nữa, thì lúc ấy bọ rất là ít luôn. Các bạn thử trải nghiệm xem có đúng như còi nói không nha. Như các bạn cũng hay thắc mắc tại sao khi ếch mới được thêm vào đó, thì lúc ấy bắt được nhiều lắm, nhưng khi qua từng ngày, qua các bản cập nhật, thì lúc ấy lại cảm thấy ít dần và có khi không bao giờ gặp luôn. Vì sao ạ? Vì khi mới ra thì xu hướng hầu hết tất cả mọi người chơi là bắt ếch nên rất đông người chơi game vào để bắt ếch, nên các bạn săn thấy rất là nhiều bọ nhiều ếch đúng không? Còn theo từng ngày qua các bản cập nhật, thì mọi người đã sở hữu full ếch mới hết rồi nên không còn hứng thú đi săn nữa. Và qua các bản cập nhật mới vừa rồi chúng ta có thêm cá mới nè, nên mọi người lại có xu hướng đi câu cá, và không còn mấy ai cầm vợt lên và đi bắt bọ bắt ếch nữa, nên chúng ta cảm thấy ngày càng ít bọ ít ếch dần đi. Để mà hiểu rõ quy chế đó, bay bà nó đi luôn rồi, vãi trưởng luôn ạ. Để mà hiểu rõ quy chế tỷ lệ côn trùng thì giải thích hơi dài dòng nên còi chỉ biết là như vậy thôi. Đấy cũng là theo cảm nhận của còi nên còi chỉ chia sẻ lại thôi. Có gì sai sót mong các bạn thông cảm và hãy để lại cảm nhận của các bạn ở dưới comment video này cho còi biết với nha. Ôi rồi ôi, còi gặp con bọ mà tưởng chừng bị tuyệt chủng luôn rồi đó. Bọ cánh cứng ở plaza nè, thì còi cứ đảo map liên tục vậy đó, gặp bọ hiếm là bắt thôi nè. Đặc biệt các bạn cứ lựa các khung giờ nhiều người bắt bọ ấy, như buổi trưa hay buổi chiều tối ấy, còi thấy vào lúc đó đi săn bọ cũng khá nhiều nha. Nói chung ở phố nào cũng như nhau thôi đó các bạn, nhưng còi lại thích ở phố Âu săn hơn là mấy phố khác vì phố Âu còi thấy cũng nhiều bạn hay săn bọ bên đó nè.
với lại nhiều thị trấn khác nhau để đổi mới nè, và cũng đỡ giật lag nè. Tóm lại các bạn thích bắt ở phố nào cũng được, chủ yếu là nhân phẩm của các bạn thôi, mà xui quá cũng chịu ha ha. Không có vương miện luôn, chán ghê. Nói chung là bắt mấy con bọ đậu cây như này cũng dễ bắt nha. Mà cũng đừng vội nản khi chưa gặp được bọ hiếm ếch hiếm nha, kiểu gì cũng sẽ gặp thôi nha các bạn, cứ kiên trì săn hàng ngày là sẽ nhanh sở hữu thôi nè. Như còi vẫn kiên trì săn đánh ương vua nè, rồi bỗng một lúc nào đó đùng một cái xuất hiện là cũng không ngờ luôn đâu ấy, cố lên nè. Có thể săn lâu quá mà không thấy một con gì nền tím, thì các bạn có thể out game rồi vào lại săn tiếp nha, để làm mới nhân phẩm đó hi hi. Có thể đổi vật nè, đổi quần áo trang phục nè, để reset lại tỷ lệ côn trùng đó nha. Nên thử thủ thuật đó của còi nè. Mà còi cũng hay giả nữ để đi săn bọ cũng hay gặp bọ hiếm đó nha ha ha. Các bạn thử xem như nào nha ha ha. Còi đang đi kiếm lại con ếch Goliath vừa nãy lỡ đâm trúng rồi chấm than luôn rồi. Cứ kiên trì săn côn trùng rồi cũng sẽ hay gặp bọ hiếm ếch hiếm như còi thôi đó nha. Chúc các bạn may mắn gặp được nhiều bọ hiếm ếch hiếm nha. Nói tóm lại là các bạn muốn gặp bọ hiếm nhiều thì hãy on game vào các khung giờ nhiều người chơi ấy, như buổi trưa hay buổi chiều, buổi tối nè. Còn về đêm khuya mọi người ngủ hết rồi nên có thể rất ít bọ đó nha. Hoặc là vào thứ bảy chủ nhật ấy, các bạn được nghỉ học nên chơi game nhiều nên còi thấy hai ngày đó cũng nhiều bọ nha. Có hôm còi bắt được tận hơn 10 con bọ nền tím vào chủ nhật đó. Hãy thử thủ thuật săn bọ đó của còi xem nha. Và cũng có thể dồn hết sang phố Âu đi săn bọ chung với còi, để dễ gặp bọ hiếm nè hi hi. Rồi luôn. Ngon nha ngon nha. Lại thêm một em Exgliot vương miện vào ba lo nữa hi hi. Các bạn hãy thử áp dụng tất cả những gì còi vừa chia sẻ ở video, để săn bọ săn ếch xem như nào nha. Đó cũng chỉ là những gì còi rút ra từ quá trình săn phun côn trùng của còi thôi đó, không phải gì hết nha, nên có thể các bạn thử áp dụng như vậy, xem có hay gặp bọ hiếm như còi không nha. Chúc tất cả các bạn may mắn nha. Nhưng mà cái quan trọng vẫn là nhân phẩm đó các bạn ơi. May mắn có thể gặp bọ nền tím, gặp ánh ương về VIP, ánh ương vua nha. Còn xui quá không gặp gì thì còi cũng không biết làm sao luôn đó. Mà cũng đừng nản khi bắt bọ nha. Ngày hôm nay không gặp, ngày mai săn tiếp, săn khi nào gặp và bắt được thì thôi nha, cố lên nhé. Còi cũng may mắn gặp và bắt thành công ánh ương vua rồi đó các bạn ơi. Bây giờ còi sẽ cho các bạn xem hai like bắt côn trùng và bắt ánh ương vua của còi để xem còi đã nhân phẩm như nào mà đã gặp và bắt được như gì nha. Xem còi bắt ánh ương vua mà lấy động lực, lấy vía săn côn trùng, săn ánh ương vua chưa sở hữu nè. Chúc các bạn xem hai like thật mãn nhãn và vui vẻ nha. Đừng quên ấn like video và đăng ký kênh ủng hộ còi nhé. Let's go. À mà lúc này còi gặp ếch vàng Panama và ếch yêu tinh một map luôn nè. Hên lắm luôn đó.